Xin chào các bạn, mình là Cường đây, đại diện kinh doanh Sài Gòn Ford. Nếu các bạn có nhu cầu mua bất cứ dòng xe Ford nào, hãy gọi điện thoại cho Cường qua số điện thoại Cường để trên màn hình để nhận được tư vấn và hỗ trợ giá cả một cách tốt nhất. Hôm nay Cường sẽ quay thực tế cho các bạn chiếc xe Ford Explorer 2022 phiên bản màu xanh để các bạn hình dung thực tế cái phiên bản màu xanh nó sẽ như thế nào nha. Thì với cái video này thì chỉ quay về màu thôi, còn video review chi tiết hay là so sánh 2022 với lại 2019 thì các bạn hoàn toàn có thể vô cái đường link bên dưới hoặc vô kênh của Cường để xem lại các video Cường review chi tiết về mẫu xe Ford Explorer 2022 này. Còn video này sẽ chỉ quay với các bạn về cái màu sắc để cho các bạn mà có nhu cầu mua xe nhưng mà đang lấn cấn về cái vấn đề màu sắc và không có thời gian để lên showroom xem xe thực tế thì video này để cho các bạn tham khảo xem mình sẽ chọn cái màu xe gì nhé. Đây, mình quay cận cảnh cho các bạn về cái màu xe. Cái màu xanh của phiên bản này rất đẹp các bạn. Nó khác biệt với lại hoàn toàn những cái màu xanh có trước đây của nhà Ford. Ví dụ như là phan xanh trên Ford EcoSport, xanh trên Transit hay là xanh trên Everest hay là xanh trên dòng xe Ranger đều khác biệt các bạn. Không giống như bất cứ một cái dòng nào màu nào trước đây. Và cái màu nó rất lạ các bạn. Công nhận cái màu này rất đẹp. Thì Ford Explorer sẽ có màu xanh, màu đỏ, màu đen và màu trắng. Thì đối với lại cái phiên bản màu xanh này sẽ rất phù hợp với khách hàng nào mà thích cái màu xanh hoặc là mận thủy thì đều chọn cái màu xanh này cho mà xem. Cường thì nếu mà mua xe thì Cường, cá nhân của Cường thì Cường vẫn thích màu trắng hơn các bạn. Đó, Cường thì tại vì Cường là mận kim, mận thủy cho nên là kim sinh thủy. Thực ra cái màu xanh này cũng hợp với Cường đó, nhưng mà kim sinh thủy thì cái màu trắng nó cũng hợp với Cường. Và Cường thì cái gu của Cường lại thích màu trắng. Đó, cái này thì do cái ánh đèn nó chiếu nha các bạn, nó đang chiếu để cho nổi bật cái xe này lên nè. Đó, màu xanh này rất đẹp các bạn. Nó không giống như là màu xanh trên bất cứ dòng xe Ford nào trước đây, mà nó là một cái màu xanh mới, màu xanh hoàn toàn khác biệt, không giống như cái màu xanh nào các bạn. Đó, các bạn lưu ý nha. Đây, Cường sẽ quay, cố gắng quay làm sao chi tiết nhất, quay bằng video 4K. Màu có sao thì để nguyên như vậy để cho các bạn thấy được cái màu xe. Đó, đẹp không các bạn? Đó, các bạn mà lấn cấn về màu sắc 4 màu thì trong kênh của Cường đều có 4 màu về chiếc xe Ford Explorer này: trắng, xanh, đỏ, đen, đầy đủ màu cho các bạn luôn. Ok, video ngắn của Cường chỉ nói về cái màu xanh trên Ford Explorer 2022, quay thực tế cho các bạn xem như thế nào thôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của Cường. Đừng quên subscribe kênh YouTube của Cường để đón xem nhiều video về các chủ đề xe cộ nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều, bye bye. Có nhu cầu mua xe hãy gọi điện thoại cho Cường qua số điện thoại Cường để trên màn hình. Cảm ơn các bạn rất nhiều, bye bye.